Lá thư Tịnh Độ, nguyên tác Ấn Quang Đại Sư, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Lời tựa: Đức Phật ra đời với nhân duyên mở bày chân tánh, khiến cho chúng sanh thoát vòng mê khổ, ngộ vào bản thể sáng suốt an vui. Bao nhiêu pháp môn, tất cả nghĩa lý màu nhiệm trong một đời giáo hóa của Đức Bổn Sư đều không ngoài mục đích ấy, nhưng tìm một lối thẳng tắt để mau thoát khỏi đường sanh tử, một pháp hợp lý hợp cơ cho chúng sanh giữa thời buổi này chỉ có môn Tịnh Độ. Tại sao thế? Vì trong đời mạt pháp, người tu hành bị nhiều chứng duyên làm thối chuyển. Nhìn về người, phần xác thân hay đau yếu, mạng sống ngắn ngủi, phần tâm tánh thì nghiệp hoặc sâu nặng, trí huệ tối mờ. Xét về cảnh, phần đời thường xảy ra nạn nước tai trời. Phần đạo lợi ích bậc thiện tri thức dắt dẫn, nhiều kẻ dối tu, dẫy đầy những mối dị đoan tà ngoại. Cho nên trong kinh Đại Tập, Đức Như Lai huyền ký rằng: Đời mạt pháp ức ức người tu hành, song khó được một kẻ ngộ đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi. Thời gian gần đây, ở Trung Hoa có Ấn Quang Pháp Sư là bậc danh đức trong tăng giới. Ngài xuất thông cả tông lẫn giáo, chuyên dùng pháp môn niệm Phật làm phương tiện lợi mình, lợi người. Trước tiên, Pháp Sư xuất gia ở đỉnh Trung Nam, sau một thời gian đi tham học các nơi, lại về ẩn tích tại non Phổ Đà, nơi lầu tàng kinh chùa Pháp Võ. Tuy mấy mươi năm khổ hạnh, ít cùng người ngoài giao thiệp, nhưng dấu cao nhân một phen bị khách trần khám phá, ngọn gió thanh bay thoảng khắp xa gần. Biết được hạnh đức của Pháp Sư, tăng tục bốn phương đều ngưỡng mộ. Có kẻ vượt suối trèo non mà cầu lời chỉ thị, có người mượn tinh hồng nhạn mà hỏi lối nam châm. Những thủ bút của Ngài được hàng cư sĩ sưu tập lại thành bốn quyển và cho in ra với nhan đề Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Bình sanh Pháp Sư ấn tặng sách Phật được 5 triệu bộ, tượng Phật hơn 1 triệu sách. Đệ tử của Pháp Sư đến hơn 20 muôn người, nhiều vị nhờ ơn chỉ dạy của Ngài được sanh về Cực Lạc, khi lâm chung đều có chứng nghiệm. Năm Dân Quốc thứ 29, Pháp Sư biết trước ngày về Tây Phương, ngồi thoát hóa ở Linh Nham Tịnh Tông Đạo Tràng, hưởng tuổi đời 80 và 60 tăng lạp. Lúc làm lễ trà tỳ, 32 cái răng còn nguyên, xá lợi ngũ sắc hiện ra rất nhiều. Sau khi Pháp Sư giảng sanh với Phật tử xuất gia, tại gia cảm nhớ đức hóa lớn lao của Ngài, hợp nhau làm lễ truy niệm và đồng ý suy tôn Ngài làm vị tổ thứ 13 trong tông Tịnh Độ. Bộ Văn Sao của Pháp Sư khi mới xuất gia, tôi đã được hân hạnh xem qua. Trong thời kỳ nhập thất gần đây, một thuận duyên đưa đến, tôi lại có cơ hội khảo duyệt lần nữa để giúp sự thắng tấn trên đường tu niệm. Nhận thấy trong ấy có nhiều điểm hữu ích cho người niệm Phật, tôi lựa rút những đoạn cần thiết phiên dịch ra quốc văn, lấy nhan đề Lá Thơ Tịnh Độ. Đáng lẽ trong quyển này tôi phải phụ thích để nhấn rõ một vài điểm thiết yếu và giải đôi chỗ khó hiểu với người sơ cơ, nhưng vì sức khỏe kém nên ý nguyện không thành. Tôi lại thẹn mình nghiệp hoặc sâu dày, đường tu không thấy tiến bộ, bắt buộc phải để tinh thần nhiều hơn trong sự nhiếp niệm, nên khi phiên dịch lời lẽ thô sơ đã chẳng diễn tả được ý nghĩa thâm thúy của Pháp Sư, lại làm lờn mắt xanh của làng học Phật. Tuy nội dung còn nhiều khuyết điểm, nhưng nhân duyên đã thế, âu cũng xin tùy phần tùy sức mà dâng chút ngu thành. Sự phiên dịch đây với tôi chỉ có mục đích góp phần khuyến tấn lẫn nhau cùng các bạn sen trên đường cực lạc. Nếu công việc này có thể giúp quý vị phần nào nơi sự kiến giải cũng như tu niệm, xin đem kết quả ấy hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ cho bốn ơn ba cõi và pháp giới hữu tình. Ngày Phật thành đạo năm 2500, Liên Du Thích Thiền Tâm. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.